Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ủa đây bộ phần nuôi á. Đấy, nó nhiều lắm. Ôi dồi. Nó chụp vào đống rồi, mấy cái con. Mày nó thui trong đây nó ấm. Ôi dồi này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi man nhỉ. Ôi dồi. Hả? Đâu? Sông nó bảo lụt này. Bạn nó rắn bỏ lồng ngồm đấy ạ. Đâu? Nó bỏ đầy trong đây này. Trong đây, đây á? Trong đây này. Bạn nó bỏ nó chui hết trong kia. Chui ra chỉ vào gì đó. Đây này, chui vào cái đấy này. Anh vào xem được không? Bạn nó nước nó lụt lên nó bỏ lồng ngồm cả. Nhiều năm. Nó đến được là bao nhiêu con cơ. Được không? Nó chui đây này. Nó chui hết đây rồi. Bỏ đấy. Lồng ngồm rồi. Cái đấy cái gì vậy? Cái này là cái phao để làm guồng, nó rỗng để làm phao guồng ấy này. Chui đây ra là lỗ, là chui lỗ rồi. Không, anh nhìn rõ chui đây. Đấy, cái phải rửa ấy ra. Anh nhìn rõ chui đây mà. Đâu? Đây này, cái phao này bình thường nó nhẹ lắm. Để hôm nay nó nặng, không, không cầm được này. Chui đâu, chui nào, chui nào. Đây, nó chui đây này, ủi nặng lắm. Chui đầy đây rồi, ôi ôi. Nặng. Nhưng chui vào lỗ nào chứ? Đấy nó chui qua lỗ này ra đây. Thế bên đây anh em bên đây thử ra. Bỏ lồm ngổm lắm mà. Nó lên nó bắt nó nhìn thấy anh em nó chui hết đây mà. Nó chui trong này à? Ừ. Chưa gì đâu. Chui đây đây để anh gỡ nó cho xem. Nó có gì á? Chắc thế. Nó bò lồm ngổm trong đây này. Đẩy dốc nó ra. Thứ này gạy mới biết là lấy cái cây gạy mới biết là được. Đấy mới khó mới bắt chứ. Ui dài lắm. Lấy cây cây bé này. Dài lắm. Đấy lấy cây cây tròn đấy. Ok này, đẩy nó có ra. Ừ. Ừ. Phải lấy dao thôi. Để anh vào anh lấy dao. Lấy dao đi. Để vào anh lấy dao. Sao đây em ơi. Để anh chặt tung cái đấy ra này đấy. Để anh chặt tung ra này đấy. Nó rỗng nhỉ? Nó rỗng mà, cái phao mà. Nó là cái phao. Chưa thấy gì ạ? Chưa thấy gì á? Nghe gió nằm hành thôi. Thấy gì chưa? Chưa. Kìa, thấy rồi, thấy rồi. Thấy chưa? Thấy trong đó, trong đấy rồi. Chặt thêm tí nữa nha. Ra đi. Ủa ôi kìa. Ủa nhiều lắm. Nhiều lắm. Ai thấy nó bò vào nó ngôn kìa. Thấy chưa? Thấy rồi. Ok. Ui ôi. Ôi. Hình như đầy một ống này luôn. Nó nằm một ống luôn kìa. Ủa ôi. Ừ, khéo ra. Chặt thêm tí nữa nha, chặt thêm đìa đìa ra. Ui ôi. Ui ôi. Ồ đây ổ cầm nô thôi. Ôi nó cuộn kìa. Nó bị nụt nó vào đây lấp vậy. Ừ. Đấy anh bỏ nó nhiều lắm. Nhìn này, bạn nhìn này. Ồ ôi. Nó cuộn một đống rồi. Mấy chục con. Ui ôi. Nhiều nữa. Dã man chưa. Ui ôi. Kéo ra. Còn một đổ đây nữa. Thì nó nhiều. Đúng. Ui ui.
Chặt cái thuyền thuyền mình đi không anh? Chặt cái thuyền thuyền mình đi không động ơi. Ui dồi ôi, nhìn này. Ui dồi ôi, rắn kỳ khiếp thật đấy. Cốt nỗi ích luôn. Giờ bắt của gì bây giờ đây? Giờ thì khéo bắt con một đấy nhá. Con một đấy. Đúng này, con bắt nó ra được hết một phát hết được. Này, hãy đứng đây. Phải cái cách bắt nó thôi. Không có đủ chôn cái, có đủ đứng không ấy. Nhiều ba. Ôi. Ôi nhiều. Ôi ôi này, trong này nó chui trong đây nó ấm. Ôi ôi này. Í ôi ôi. Ôi ôi. Dạ. Thấy chưa? Ôi đầy một cái máng luôn. Í ôi ôi. Thấy chưa? Đã man nhỉ. Ôi ôi, như trông thật đấy, các bạn nhìn đây, nó nằm đây, ôi nhìn đây, nó chui đây kiểu như là mà bán cho lợn ăn đấy nhỉ, nó chui vào cái bán thì bán cho lợn ăn đấy nhỉ, như bán cho lợn ăn luôn, bây giờ thôi, chú ăn đi, à, nó làm nó giải ra đây, nhiều chưa, nó làm nó giải dài dài đây này, ui đủ, bây giờ mình sẽ bắt mồi nhá, cho nó vào túi này di chuyển lên núi, chắc là mưa lụt đấy, nó bò ra ngoài mất, nó lụt nó bò ra, mày đi bắt con nhá. 2 này. Ui, 3 con. Bốn con. Chưa? Ừ, 5 con. 6 con. 7 con. Ở đây này. Đây. 7 con không? Được lắm. 8 con. Đầu thì tính cho tự nháo. 9 con. Ui. 10 con. 10 con rắn à? 10 rắn. Ủa này 10 con. Nghĩ trong đấy vẫn còn đấy. Còn. Hay nó chui trong cái kia vào lần thử nữa em. Nghĩ là vẫn còn. Đấy, có một lỗ ấy. Nó lụt lên rồi. Ừ. Ủa, trời ơi, toàn nước. Nó lụt vào cái lỗ này này. Đây. Cái khói kìa. Chui cải trong đấy á. Này. Ủa, nó cua tròn này. Ừ, trong đây có một con. Ủa cái gì lúc kìa. Nó à.
con này to mẹ, con chúa rồi, con chúa của đàn kia rồi. Vào đây nó nằm nữa này, nó ẩn. Con này đúng con chúa rồi. To thật. Nó to, nó khỏe, nó mới bò được lên cái chỗ này như vậy. À, to. Đây một con này. À, con to thật. Con này khổng lồ các bạn nhá. Con này tầm khoảng 3 kg các bạn ạ. Con này mới là con to, mới là kia bé. Con này là con chúa. Đây một người. Mồm nó không? Mồm nó này. Ừ. Nó cứ gậm chặt đấy. Ấy cái này nhỉ. Ơi ừ. Cái này nhỉ, nhìn chưa? Nành nhọc nó đấy mọi người nhá, đây. Nha, đang nành nó. À, ấy ừ. Ui. Thôi mọi người. Mình xin kết thúc video đây, mọi người thấy hay nhá, hỗ cho anh em mình nhá. Đây là một cái video bắt rắn và giúp đỡ người dân mọi người, nó vào nhà nhá. Mưa nụt thì nó vào nhà mọi người ạ. Ôi chào các bạn, hẹn các bạn trong video tiếp theo nhá.